Thưa quý vị, cuối giờ chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố để chỉ đạo tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch thời gian đến. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại nhiều địa phương trong cả nước, hiện nay Đà Nẵng đã kích hoạt và triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, trong đó đã can thiệp y tế phù hợp với các trường hợp về từ tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh và một số địa phương khác. Các cơ sở khám chữa bệnh đã thực hiện sàng lọc và xét nghiệm gần 9.000 trường hợp đến khám chữa bệnh có các triệu chứng sốt, ho. Các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố hiện đang thực hiện cách ly 534 trường hợp nhập cảnh. Hiện nay đã cận kề Tết Nguyên đán, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào thành phố rất cao. Vì vậy, Sở Y tế đề nghị xem xét việc tiến hành cách ly và xét nghiệm phù hợp đối với các trường hợp từng đến và về từ các địa phương hiện có dịch bùng phát. Các hoạt động tập trung đông người cần dừng lại, thực hiện tốt thông điệp 5K, tăng cường xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Mỗi người dân cần nêu cao tinh thần tố giác các trường hợp nhập cảnh trái phép. Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố yêu cầu các đơn vị địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch.